Alo, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách tải con game KU.full và tạo tài khoản nhé anh em nhé. Anh em nào mà muốn chơi con game này, anh em có thể ấn ngay vào phần mô tả của mình hoặc dưới phần bình luận của mình ý. Anh em ấn copy vào cái đường link đấy, rồi anh em ấn vào chữ Safari ở ứng dụng ở trên iPhone ý anh em ạ. Anh em vào cái ứng dụng Safari đấy nhá, rồi anh em copy cái đường link đấy vào. Đây, ví dụ như mình này, anh em copy cái đường link đấy vào. Đấy, anh em thấy không? Khi mà anh em copy đường link này vào thì anh em sẽ thấy là nó sẽ có một cái giao diện như trên hình và anh em ấn vào cái chữ là tải xuống ngay cho mình nhá anh em nhá. Đây, đấy, anh em thấy không? Rồi anh em chờ đợi một chút rồi anh em ấn chữ cho phép cho mình nhá. Đấy, anh em thấy không? Rồi, hiện tại là xem lại hồ sơ trong ứng dụng đóng này. Rồi anh em lại tiếp tục vào cho phép này. Đấy, anh em thấy không? Đây này, anh em hiển thị là KU bấm vào cài đặt rồi anh em ấn này vào đây, rồi anh em ấn vào phần cài đặt cho mình. Rồi, anh em nhập mã điện thoại của anh em vào nhá. Rồi, sau khi anh em ấn xong thì nó sẽ hiển thị là anh em có cài đặt hay không. Thì anh em ấn vào phần cài đặt cho mình. Đấy, rất là đơn giản thôi anh em ạ. Rồi, anh em thấy không? Rồi, sau khi đó là anh em sẽ chờ đợi nhá. Rồi, anh em ấn vào phần cài đặt này cho mình tiếp này. Đấy, anh em thấy không? Và anh em đợi cho mình một lúc nhá. Rồi, anh em đang thấy là đang cài đặt là 6 giây, 5 giây này, 4 giây này. Rất là dễ thôi nhá anh em nhá. Rồi, anh em chờ đợi, anh em thoát ra. Anh em sẽ thấy ở bên ngoài màn hình của anh em sẽ có cái giao diện là cái con game KU.full. Đấy, anh em thấy không? Rồi, anh em ấn vào cái trò đấy, rồi anh em chơi, trải nghiệm bình thường thôi. Ok, và sau khi anh em vào thì nó sẽ có một cái giao diện như trên hình nhá. Anh em mình chờ đợi một lúc để cho nó cập nhật game nhá. Rồi, sau khi anh em đăng nhập vào thì anh em sẽ có là mục chơi nhanh này, mục điện thoại hoặc mục Facebook. Mình không khuyên anh em chơi bằng Facebook nha anh em nhá. Anh em nên đăng nhập bằng cái điện thoại này này. Đấy, anh em thấy không? Rồi anh em ấn vào phần đăng ký số điện thoại. Đấy, anh em thấy không? Hoặc là anh em cũng có thể là ấn vào phần chơi nhanh này cho mình này. Rồi anh em ấn OK. Đấy, sau khi anh em ấn OK xong thì anh em sẽ thấy là quà liên kết đến số điện thoại thì anh em sẽ được tặng ngay là 6.868 đồng. Thì anh em ấn vào phần liên kết này cho mình nhá anh em nhá. Rồi sau khi đó anh em sẽ nhập số điện thoại của anh em vào đây. Anh em lưu ý ví dụ số điện thoại của anh em là 0981 thì anh em không ghi số 0, anh em chỉ ghi là 981 thôi anh em ạ. Ok, sau khi anh em đăng ký thành công xong thì anh em sẽ nhận được ngay cho mình là tiền là 6.868 đồng vào thẳng tài khoản game nhé anh em nhé. Anh em cũng có thể thấy là cái con game này nó có rất là nhiều trò chơi, ví dụ như kiểu long hổ này, liêng này, ba cây này, tài xỉu này, sóc đĩa này, tiến lên miền Nam này, bầu cua và rất là nhiều trò khác anh em ạ. Anh em cũng có thể kiếm tiền bằng cách là anh em ấn vào phần đại lý này, anh em chia sẻ cái mã mời này của anh em lên những cái nền tảng mạng xã hội ấy, thì anh em sẽ kiếm được rất là nhiều tiền nhá. Hoặc không thì anh em có thể nạp tiền bằng cách là anh em ấn vào phần nạp tiền này. Đấy, anh em thấy không? Anh em lựa chọn rất là nhiều cổng nạp, từ thẻ cào này, Momo này, Zalo này, Viettel, iBanking hoặc QR banking nhá anh em nhá. Đặc biệt là mình sẽ phát code cho anh em. Nếu mà anh em săn code của mình trên cái video của mình ấy thì anh em ấn vào phần sự kiện này cho mình này. Đấy, anh em thấy không? Rồi anh em ấn vào phần gift code này, anh em nhập đúng cái gift code của mình sẽ phát random mỗi một ngày, mình sẽ phát cho anh em từ 3 cái gift code đến 5 cái gift code, anh em nhập vào, anh em ấn đổi là anh em có thể có kiếm được tiền rồi nha anh em nhá. Rất là dễ dàng luôn. Ok anh em cũng có thể là ấn vào phần báo danh nhận quà hàng ngày để anh em có thể nhận quà hàng ngày. Ví dụ như kiểu ngày hôm nay mình nhận được là 610 đồng. Đấy, con game này nó mới ra mắt nha anh em nhá. Nên là anh em nào mà muốn chơi, muốn trải nghiệm thì có thể ấn ngay vào phần mô tả của mình hoặc dưới phần bình luận của mình để có thể chơi và trải nghiệm con game KU.full này nha anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau của mình trên kênh nhá.